Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S569. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Bình Trịnh. Hôm nay có lẽ như là nhân vật chính của chúng ta đã về một cái cụm server rất là khác để giao lưu tâm ma rồi anh em ơi. Và có lẽ là chúng ta sẽ chuẩn bị di chuyển về một khu vực nào đó. Mình thấy là Tiêu Dao đang có mặt tại khu vực số 6. Và hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma chỉ có 22 đội. Các thành viên chúng ta di chuyển qua để hỗ trợ một lần nữa. Đội bạn có Ngà Mi, Minh Giáo và một Thiên Vương. Cẩn thận tàn kiếm, chúng ta mất 7x rồi. Tiêu Dao đã bị xoay mất rất nhiều máu. Tiêu Dao khu vực số 6, Tiêu Dao đã thoát về khu vực số 7 rồi. Võ Đan vẫn ở lại để quẩy đội hình team địch anh em ạ. Như vậy là Thiên Vương đã lên cái quân thể Kim Cang và team chúng ta quyết định rút về khu vực số 7. Wow, phải nói là giao tranh ở những giây phút đầu tiên khá là căng thẳng. Và bây giờ thì team chúng ta đang cắm đầu hồi máu luôn bà con ơi. Đó, mình thấy là có Thiên Nhẫn vừa lấp ló từ cổng khu vực số 8 nha. Bây giờ thì Tàn Kiếm đang cố gắng mở rương. Và chúng ta đã rơi đi hai đội, bây giờ Tiêu Dao vẫn phải tiếp tục chờ hồi máu rồi anh em ạ. Không biết là cái nhân vật của mình có di chuyển sang khu vực số 8 để chết map hay không, bởi vì đó là thương nhân. Có team, và mình thấy vừa có Tiêu Dao tại khu vực số 8 rồi anh em ạ. Như vậy là Tiêu Dao chúng ta vẫn phải tiếp tục hồi máu ở khu vực số 7 rồi, không thể nào di chuyển được. Võ Đan vẫn đang canh cửa tại khu vực số 6. Bên đó có Ngà Mi thì chắc chắn họ sẽ hồi phục máu rất nhanh. Và team kia cũng khá là mạnh với Thiên Vương và Minh Giáo. Như vậy là chúng ta đang bị kẹt giữa các đội hình. Và ở phía trên khu vực số 8 vẫn chưa an toàn. Tàn kiếm đã bật tâm kiếm rồi. Như vậy khu vực số 8 đã trống rồi anh em ạ. À. Đã trống rồi. Lần này thì Tiêu Dao có thể lấy được một quyển bí kíp để hồi máu. Và tàn kiếm chúng ta đã có thêm bảo kết. Cơ hội cho anh em để tiếp tục đi quét map cái trận tâm ma này. Rồi, ngon lành canh mé rồi. Về được thương nhân một cái là ta thấy ấm no hạnh phúc cuộc đời anh em à. Đúng không? Quánh tâm ma mà không về được thương nhân ở đầu trận là ta nói thiệt thòi giả mang. Và như vậy là Tiêu Dao chúng ta đã hồi phục lại lương máu. Và chắc chắn mình sẽ tiếp tục di chuyển để quét map. Như vậy là số đội lại tiếp tục giảm trong bản đồ tâm ma này. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 13 đội thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại thương nhân một lần nữa chứ anh em nhỉ, đúng không? Chắc chắn lúc nãy mình mua làm gì mà đủ bí kíp. Bây giờ chúng ta lấy thêm đoạn triều hay là gì? Phòng tháp vân cảnh anh em ạ. À. Phòng tháp vân cảnh, hiệu quả của bí kíp sơ là làm cho cái địch khi dính chiêu này sẽ không thể nào kinh công được nha anh em. Nhớ nha, hiệu quả của bí kíp phòng tháp vân cảnh. Như vậy là ảo tượng xuất hiện và chúng ta sẽ có một cuộc tái ngộ tại khu vực số 6. Ôi ơi, Ngà Mi ơi, rồi xong luôn nè. Đó, Thiên Vương lên 7x. Mình nghĩ là Thiên Vương nên thoát đi. Thiên Vương đang cố gắng hỗ trợ cho Ngà Mi, nhưng mà Ngà Mi đang bị dính cứng ngắc luôn anh em ơi. Ngà Mi vẫn chạy được. Như vậy là Thiên Vương đã thành công giúp cho Ngà Mi thoát. Không biết là võ đàn chúng ta có tha cho Ngà Mi hay là không. Rồi xong luôn. Như vậy là Ngà Mi đã thoát thành công. Minh Giáo đã bị kết thúc. Ngà Mi quay ngược trở lại nè. Rồi. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Tiêu Dao lóc, Ngà Mi khác cũng nhảy vào để tham gia giao tranh. Như vậy là tình huống vừa rồi chúng ta đã kết thúc được Ngà Mi của team bên kia. Tiếp tục là giao tranh nữa em ạ. Rồi xong, Ngà Mi đã phải ngã xuống. Quá tuyệt vời. Đó, mới có 4 phút của trận đấu thôi, chúng ta đã thấy rất căng thẳng rồi đúng không anh em? Phải nói là các team đang úp nhau khá là nhiệt tình. Đó là lý do vì sao khi về đến những cụm server như 569, 567 thì mình nói cho anh em ở bên này rất là căng. Bởi vì hầu như là những team bên này đánh rất bạo anh em ạ, rất bạo nha, di chuyển liên tục quét map. Và chúng ta lại tiếp tục chạm trán với một Dương Môn tại khu vực số 7 và khả năng là mình sẽ chạy thôi. Bởi vì đồng đội đã không còn ở khu vực số 6 và như vậy là tiếp tục Tiêu Dao chúng ta có quân thể Kim Cang chạy về khu vực số 6 rồi. Võ Đan cũng đã di chuyển sang. Chúng ta đã di chuyển tới khu vực số 6 luôn à, khu số 5, lóc được rồi, Trường Ca, má Trường Ca ngã xuống rồi, Cung Lôn Tiêu Dao ngã xuống và Cung Lôn bị đẩy. Như vậy là Cung Lôn cũng phải ra đi. Và sau những pha giao tranh liên tục xảy ra, chúng ta đang còn 9 đội trong bản đồ tâm ma.
có lẽ là team của mình sẽ kết thúc luôn. Còn tin anh tại khu vực số 5 anh em ạ. Không, tàn kiếm đã di chuyển sang khu vực số 4 để hỗ trợ cho tiêu dao. Tiêu dao chúng ta vừa bị mất máu bởi một tiêu dao khác. Vẫn còn phong tháp bên cạnh. Thôi nhảy qua luôn anh em ạ. Rất trọng rồi. Thôi hồi máu luôn. Đùa anh em thấy không? Phải nói là tàn kiếm sử dụng kỹ năng phạm lính rất lẹ luôn anh em. Mã Nga Mi cả dương môn rồi. Tiêu dao bật lốc lên. Võ đàn khiêu khích thì Nga Mi hết chạy. Như vậy là chúng ta đã kết thúc thêm được một Nga Mi và một dương môn đã thoát thành công anh em ạ. Vẫn tiếp tục truy đuổi team đội bạn. Và như vậy hiện tại số đội chúng ta chỉ còn có 8 đội. Và thời gian của vòng số 1 chỉ còn khoảng 10 giây nữa là kết thúc. Thôi farm đính hồi máu đi anh em ơi, để chuẩn bị chiến đấu cho vòng số 2. Như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc rồi. Một vòng đấu đã mang đến cho anh em những phút giây rượt đuổi, phải nói là quá tuyệt vời. Và như vậy team chúng ta đang có mặt tại khu vực số 8 để chuẩn bị hướng sang khu vực số 7. Nhưng mà không có ai. Tiếc quá, cứ nghĩ là phải có một cái cuộc giao tranh tại khu vực số 7 này. Thượng nhân xuất hiện. Chúng ta có một tiêu dao đã mất nẻ. Rồi bây giờ xin nhẹ cái bản đồ nha bà con cô bác ơi. Chúng ta sẽ nhảy sang khu 6. Có thể là mình sẽ lên khu 1 anh em ạ. Ui team mình không lên khu 1 thì mình chạy thẳng về khu vực số 5 luôn anh em. Rồi tuột máu đồng đội rồi. Đồng đội đã quay trở lại rất nhanh chóng. Khả năng bên kia lòng team rất mạnh. Team chúng ta đã rút lui. Và bây giờ chúng ta quay trở lại. Tiếp tục. Mừng cái quần đùa gì đây. Vẫn chưa di chuyển được về thân nhân anh em ạ. Rồi lên thân nhân thôi bà con cô bác ơi. Lên thân nhân và khả năng có giao tranh hay không? Không có giao tranh bởi vì các team họ đã về rất sớm và mua được các loại trang bị. Rất may mắn là chúng ta vẫn còn đồ để mua nha anh em ơi. Bây giờ còn 7 đội và team của mình sẽ tiếp tục di chuyển để quét map. Ui, lần này thì tăng kiếm đã có được tầm kiếm rồi. Minh Giáo xuất hiện và cả một team 3. Đó chính là Nga Mi đã bị khiêu khích rồi. Lần này thì tàn kiếm quyết định ăn thua đủ với Minh Giáo. Thì một thiên nhẫn xuất hiện nữa anh em ơi. Rất là căng, rất may là thiên nhẫn đã không bám trụ trở lại để tiếp tục dùng đam mê tàn kiếm. Cảm ơn thiên nhẫn, thật sự là tình huống đó thiên nhẫn đã quá nhát tai anh em ạ. Hơi nhát một chút nha. Nếu mà thiên nhẫn bào thêm vài đòn đánh thương nữa thì có lẽ là tàn kiếm chúng ta phải ra đi. Phải nói là rất may mắn cho anh em trong tình huống vừa rồi. Và phải nói là bây giờ thiên nhẫn vụ ẩn là một con thiên nhẫn rất khó chịu trong tâm ma nha anh em ơi. Bởi vì cái khả năng làm loạn và chiêu đó lại có khả năng làm loạn cả nhóm nữa. Mà lúc nãy mình thấy thiên nhẫn có quần đó anh em mà nó không dám đứng lại, nó tăng trực tiếp luôn mà nó chạy mất tiêu. Rồi, tàn kiếm của mình đã được 50% máu. Có lẽ bây giờ tàn kiếm cần phải bám sát đồng đội. Ui, tiêu dao còn cắn máu nữa. Ê, chơi kỳ anh trai. Trời ơi. Đó, bây giờ tàn kiếm lại có máu tại khu vực số 9 rồi. Và tàn kiếm đã hồi phục máu trở lại. Bây giờ chúng ta đang còn 6 đội nha. Chắc chắn bây giờ chúng ta không thể nào dám tách lại anh ở đâu anh em ơi. Lúc nãy là thiên nhẫn hơi sơ suất một chút thôi. Đó là thiên nhẫn. Ngày trời ơi, đâu rồi em trai? Vẫn còn đang bị khống chế nè, vẫn lên đam. Bên này chúng ta có một tiêu dao, như vậy là thiên nhẫn đã thoát thành công anh em ạ. Nhưng mà dám chắc chắn với anh em một điều, bây giờ thiên nhẫn đang cấm đầu để đi hồi máu và không thể nào gây áp lực được về cho đội hình của mình. Chúng ta tiếp tục có quần thể kim cang và di chuyển trở lại khu vực số 7. Bật cái tầm kiếm lên. Rất trống rồi. Hiện tại ảo tượng khu vực số 2 vẫn còn. Và chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục lên ngựa để di chuyển anh em ạ. Bây giờ phải về các
khu vực có tài nguyên để chúng ta kiếm kèo vào trên. Đấy rồi, đó là Tiền Vương và Nga Mi. Ở bên trong như có Minh Giáo nữa kìa. Ôi, Minh Giáo vẫn mở rương rất là tỉnh queo luôn. Ui, Tàn Kiếm chúng ta đã nhảy vào lính rồi. Tàn Kiếm đã lên ngựa chạy rất nhanh chóng. Phải nói là chạy quá lẹ. Rồi, chạy về khu 1 cắn máu. Tiếp tục quay trở lại khu vực số 2. Hai thành viên chúng ta đang có mặt tại khu vực số 10. Tiếp tục chạy sang khu vực số 3. Có lẽ như chúng ta đang đuổi theo một môn phái nào đó anh em ạ. Rồi, thôi Tàn Kiếm của mình tiếp tục hồi máu để cho đầy máu nha anh em ơi. Và các thành viên trong team mình đang cố gắng mở thêm rương. Bây giờ số đội đang còn 4 đội và Trần Tâm Ma đang bước vào những giây phút cuối cùng. Rồi, di chuyển về khu vực số 1 và... Ui, ăn mod luôn hả ta? Wow! Như vậy là team chúng ta đã quyết định trời lớn sời luôn con boss thủ lĩnh tại khu vực số 1. Đây là việc làm khá là nguy hiểm nha. Bởi vì trong bản đồ này vẫn còn 3 team đối địch với chúng ta và không biết họ có xuất hiện để chống phá chúng ta hay không. Nhưng mà anh em thấy, mình thấy rồi đó anh em à, có tiêu dao chặt non cái mất né, nhưng mà hiện tại tiêu dao của mình đang bị mất rất nhiều máu. Nếu như tiêu dao đội bạn chỉ cần lướt vào lock lên một cái là tiêu dao của mình sẽ lên bảng điểm số liền. Nhưng mà không biết tiêu dao bên kia còn sống để chạy hay không. Chỉ còn khoảng 33 giây nữa thôi. Tiếp tục dùng đam. Có bạo kích kìa anh em. Ui, ăn bạo kích vô, tăng công lực. Và tiểu gia đã được nhường cái bạo kích. Như vậy là chúng ta kịp thời gian để kết thúc con boss thủ lĩnh này rồi. Như vậy là cuộc chơi đến đây kết thúc rồi anh em ơi. Chơi ăn boss rồi, ai chơi lại trời. Chơi kỳ quá trời luôn à. Như vậy là thời gian của vòng số 2 cũng đã khép lại. Và chúng ta chỉ còn có 4 đội để tiếp tục bước về vòng số 3. Trong đó thì mình xác định được có một tiêu dao, một thiên vương anh em ạ. Và một môn phái còn lại có thể đó là thiên nhẫn. Và không biết lúc nãy thì Minh Giáo của team Nga Mi Thiên Vương còn sống hay không thì mình vẫn chưa rõ được. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển để chết tài nguyên. Và với một cái đội hình như thế này, 3 cái bạo kích, thì làm sao mà team bạn có thể thoát được đây? Thật sự rất lo lắng cho team bạn rồi. Bên này còn giao tranh với nhau nữa. Minh Giáo và Thiên Vương, Minh Giáo đã kinh công về khu vực số 1, mất luôn cái hủy thiên rồi. Tới đó mà ấn hủy thiên chi ta nhảy qua được rồi. Trời ơi, Minh Giáo đã chạy anh em ơi. Chúng ta đang cố gắng tìm đuổi theo Minh Giáo. Khu vực số 3, có chiêu 3, lướt một cái. Ồ, Minh Giáo lướt ngược, chặt một cái nữa. Minh Giáo tiếp tục bật búp, Minh Giáo bây giờ vẫn chưa hồi hủy thiên. Và cuối cùng thì Minh Giáo phải ngã xuống. Như vậy đã rớt một team. Minh Giáo đã ra đi, khả năng Thiên Vương cũng đã rớt. Và chúng ta sẽ còn tiêu dao. Phải nói là tình huống vừa rồi anh em, cảm ơn tiêu dao team bên kia nha. Một pha lock khống chế Minh Giáo với Thiên Vương. Đây nè, ui, hit shot một cái. Chạy, trận đầu khu 2 liền. Anh em nhớ nha, Quýnh Tâm Ma là phải trận đầu nha anh em. Phong tháp ra nè, ui, rồi xong. Ui, Thiên Nhẫn rồi. Tôi thấy cái kèo này nó không có thơm bà con ơi. Một chấm máu và Thiên Nhẫn ra đi. Vẫn còn, chưa ra đi anh em. Thiên Nhẫn đã chạy được. Thiên Nhẫn này sao ta? Ủa, Thiên Nhẫn mà úp Tàn Kiếm. Thời điểm này úp Tàn Kiếm không chết là thôi. Xong phim rồi. Tàn Kiếm lúc nãy là đứng ở một cái vị trí không có lính nữa nha anh em ơi. Khi mà Tàn Kiếm lên về ít đã không hồi được máu. Phải nói là thiên thời địa lợi cho Thiên Nhẫn rất nhiều, nhưng mà Thiên Nhẫn đã không thể nào nắm bắt được thời cơ để dồn đam về Tàn Kiếm chúng ta. Và lần này thì Thiên Nhẫn có thể chạy được hay không? Một phát lốc, một phát lướt của tiêu dao kết thúc được Thiên Nhẫn. Như vậy là mối nguy hiểm của Tàn Kiếm đã được gỡ bỏ. Và chúng ta chỉ việc ung dung để xử lý tiêu dao còn lại thôi em ơi. Và ai sẽ là người thực hiện cái công việc đó chính là kết thúc tiêu dao của team đội bạn. Hiện tại thì tiêu dao và võ đan bên team mình thì đều có đá hồi sinh rồi. Do đó chúng ta cũng không có quá lo lắng về sự an nguy của hai thành viên bên kia.
vẫn chưa phát hiện được Tiêu Dao. Đây, phát hiện được rồi. Wow, phát lock hơi đau nha, nhưng mà chúng ta lại lên 7x. Rồi xong, lock xong không chạy, tiếp tục đánh thường chi chả biết. Như vậy là trận tâm ma đến đây là kết thúc rồi anh em ơi. Một trận tâm ma phải nói là quá tuyệt vời đúng không? Và nếu như anh em yêu quý cái trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.